Dân thường, dân thường, dân thường, Tinh Trần, dân thường. Chú, sao chú lại ở đây? Ta có chuyện muốn tìm cháu. Dân thường, cha của cháu cùng ta đến đây. Cha của cháu cũng đến sao? Ông ấy đâu? Ông ấy mắc bẫy của Kiều Chính Khôn nên đã bị bắt rồi. Bị bắt giam rồi sao? Ông ấy đang ở đâu? Để cháu đi tìm. Cháu đừng vội, cứ nghe ta nói đã. Ta đáp ứng với Kiều Chính Khôn sẽ giúp ông ta lấy được thuốc giải của độc bào tử thì ông ta mới thả người. Cháu không tin Kiều Chính Khôn lại nói ra những lời đó. Cháu nhất định phải tìm ông ấy. Đợi một chút, bây giờ em mạo hiểm đi, có khả năng hại đến cha của em. Anh cảm thấy chúng ta nên thương lượng với ông ta một chút. Yên tâm đi, nếu như Kiều Chính Khôn dám làm thương cha của cháu, ta tuyệt đối sẽ không tha. Cha của cháu có một lá thư muốn ta gửi cho cháu. Cháu xem thử đi. Dân thường, con không từ mà biệt, khiến lòng cha nóng như lửa đốt. Đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của con. Nghe nói con đã đi tới tộc thần mộc. Cha tin Tinh Trần nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Chắc chắn con sẽ luôn bình an. Dân thường, trước đây chuyện hiểu lầm giữa con và Tinh Trần, cha đã điều tra rõ ràng hết tất cả. Đứa con mà Sở Thiên Giao đang mang thai là của Diễn Chí. Con sau này hãy đối xử tốt với Tinh Trần, hãy cố gắng hòa hợp và tiếp tục sống bên nhau. Không nên để Sở Thiên Giao bị che mắt lừa gạt lần nữa. Con à, chỉ cần con hạnh phúc, người làm cha này cả một đời sẽ mãn nguyện. Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi và bình an. Cha luôn yêu con. Dân thường, xin lỗi, là em đã trách lầm anh. Trách lầm anh chuyện gì? Đứa con của Sở Thiên Giao không phải của anh, mà là con của em trai em. Cháu nói gì? Tại sao lại có thể như vậy? Quan hệ của mọi người thật phức tạp. Chú Thượng Quan, chú đừng nói người khác nữa. Năm đó sau khi chú dứt bỏ Không Thiền, bà ấy đã cùng Kiều Chính Khôn ở bên nhau, sinh ra một người con tên là Kiều Chấn Thiên. Được rồi, đừng nói nữa. Sao có thể? Tình hình cụ thể cháu cũng không nắm rõ. Dù sao cũng có thể xác thực. Sư phụ, xem ra người không ở đây. Đi thôi. Dân thường, ông vẫn còn mặt mũi đến đây sao? Không Thiền,
tại sao lại phải khổ sở như thế này. Từ lần gặp gỡ trước, cái người tên Không Thiền yếu đuối ấy đã chết rồi. Ta hiện tại không dễ bị người khác nói những lời ngon ngọt lừa gạt nữa đâu. Được, nếu tất cả mọi chuyện là vì tôi, hôm nay chúng ta sẽ cho một đoạn kết đi. Được. Dân Thường, có em ở đây thật tốt. Mộc Tinh Trần anh phải cảm ơn ông trời có thể cho anh gặp được em. Những người con gái anh từng gặp còn ít hay sao? Chỉ mình anh có diễm phúc lớn nhất thôi. Nhưng người anh yêu lại chỉ có mình em. Nhưng em lại luôn hiểu nhầm anh. Anh có biết không, những ngày này em cảm thấy rất buồn. Mỗi lần nhìn thấy anh ở cạnh Sở Thiên Giao, trong lòng em đều vô cùng buồn bã. Sao vậy? Em cảm thấy hình như có người ở phía sau. Không có, cảm giác sai rồi. Có thể vậy. Không biết cha của em hiện giờ thế nào rồi. Hay là anh cùng em đi xem tình hình xem sao? Được, anh đi cùng em. Nếu như Kiều Chính Khôn không thả người, anh sẽ đi cướp người ra. Hay là chúng ta mang theo nhiều người chút. Nhiều người rất dễ bị lộ. Chỉ có hai chúng ta thôi. Chúng ta sẽ dùng đá thay hình đổi dạng, biến thành hình dáng Thượng Quan Khanh. Có thể thừa nước đục thả câu. Cha, người sao vậy? Cha, cha. Đừng mà. Cha. Đừng mà cha. Cha. Người tỉnh lại đi mà. Cha. Tại sao? Cha. 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 Người nhìn con đi. Cha. Người nhìn con đi mà. Chúng ta về nhà thôi cha. Cha tỉnh lại đi. Cha nhìn con đi. Cha nhìn con đi mà. Cha. Người hãy tỉnh lại đi. Cha. Sở Thiên Giao. Sở Thiên Giao. Sở Thiên Giao. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Cha. Cha, người tỉnh lại đi. Dân Thường,
Bây giờ chúng ta không thể đoán bậy được. Đây là món đồ em tặng cho Sở Thiên Giao. Đây là đồ em tặng cho cô ấy. Là đồ em tặng cô ấy. Dân thường, cho dù cây trâm này là của Sở Thiên Giao, cũng không thể loại trừ khả năng là người khác cầm cây trâm của cô ấy mà đi giết hội trưởng Diệp. Cha, dân thường, em yên tâm, anh sẽ giúp em điều tra rõ chân tướng. Nhưng nếu sự thật là Sở Thiên Giao làm, anh sẽ giúp em trả thù. Cha, trước mắt chúng ta phải đưa hội trưởng về nơi an nghỉ đã. Cha, 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 đừng bỏ lại con mà. Chỉ cần Quynh đi tinh thần mới có thể không bị độc vô tình khống chế, mới có thể có cơ hội trốn ra ngoài. Lệ A, dân thường, sao cô ở đây? Tôi hứa với Tinh Trần giữ cho thần Mộc, bây giờ đang lấy mẫu. Mộc Tinh Trần là ai? Cô cãi nhau với Tinh Trần à? Không phải, cô bảo chúng tôi cãi nhau cái gì? Tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai. Cô thật sự không nhớ Tinh Trần nữa sao? Tôi, trước kia tôi có quen anh ta sao? Anh ấy là bạn trai cô mà. Dân thường, bạn trai tôi, em đi đâu vậy? Anh là ai vậy? Em bị sao vậy? Dân thường nói cô ấy không nhớ anh nữa. Dân thường, anh ấy là bạn trai cô, Mộc Tinh Trần. Anh đây, Mộc Tinh Trần. Bác sĩ thú y, em nhớ không? Công Thiền, đây rốt cuộc bà đang làm gì vậy? Theo tôi. Bác sĩ thú y. Đúng, em nhớ lại xem. Dân thường, sao cô ấy lại chạy ra được? Dân thường, em đi đâu vậy? Chấn Thiên, sao anh cũng ở đây vậy? Em nhớ Kiều Chấn Thiên không nhớ anh sao? Em nhớ kỹ lại xem. Lúc đó anh ở y quán của nhà họ Diệp, là bác sĩ thú y. Chúng ta gặp nhau ở đây này. Em nhớ lại xem. Dân thường, dân thường, em sao vậy? Dân thường, đồ đệ không có tiền đồ, con trai không biết đúng sai. Bây giờ xem ra chỉ có ta mới xứng là tộc trưởng tổng thần Mộc. Ta muốn cho ông xem ta sẽ lãnh đạo thần Mộc tộc thế nào. Chuyện gì thế này?
tiêu rồi. Thiên gia nói đúng, không thì thực sự đang hút linh lực của thần mộc. Chuyện này không thể nào, đừng quan tâm nhiều như vậy. Đưa Dân Thường đi kiểm tra đi. Đi thôi Dân Thường, đi thôi. Chậm thôi. Huyết áp của cô rất cao, huyết quản có thể dở bất cứ lúc nào. Sao lại như thế chứ? Xem ra cô ấy trúng một loại độc thần kinh, nếu như nghiêm trọng sẽ lập tức tử vong. Tình huống nhẹ nhất, tất cả ký ức đều sẽ dần dần biến mất. Độc tố thần kinh gì? Tôi không chắc lắm. Với thiết bị mà chúng ta có bây giờ, không thể nào phân tích ra được. Dân Thường, cô đừng nghĩ chuyện gì nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Dân Thường, nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nữa, tôi cũng thử xem. Tinh Trần, đừng chữa nữa. Nghỉ ngơi cho tốt. Đi đây. Nào. Dân Thường. Dân Thường. Dân Thường. Xem ra độc tố thần kinh lại tái phát rồi. Tinh Trần, chúng ta đi thôi. Không thiệt điên rồi. Nơi này không thể ở lâu được. Không được, tôi phải chữa khỏi cho cô ấy mới đi được. Em có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy, nhưng anh nhất định phải hứa với em. Đi với em. Được. Chỉ cần cô có thể chữa khỏi, tôi sẽ đi cùng cô. Loại độc vô tình này trước mắt vẫn chưa có thuốc giải, chỉ có thể dùng cách chăm cứu để tạm thời giúp cô ấy hồi phục. Mau lên đi, đỡ cô ấy dậy. Nào. Dân Thường. Dân Thường. Dân Thường. Sở Thiên Giao. Dân Thường. Cô giết cha tôi. Tôi giết cô. Dân Thường, tôi nói cô một lần rồi, cha cô không phải tôi giết, là không thiền làm. Cô muốn báo thù thì đi tìm bà ta đi. Tinh Trần, chúng ta đi thôi. Cô đưa thuốc giải cho cô ấy. Tôi sẽ đi cùng cô. Tinh Trần. Sở Thiên Giao, tôi không chịu nổi cô nữa rồi. Cô có đi không? Cút. Dân Thường. Dân Thường. Tinh Trần. Dân Thường. Cho dù em không nhớ anh nữa, anh cũng sẽ không rời xa em đâu.
được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dân Thường, là em sao? Anh là ai? Không phải, tại sao anh biết tôi là Dân Thường? Còn nữa, anh mới vừa lén lén lúc lúc trốn ở đó làm gì? Em lại quên anh rồi. Anh là Mộc Tinh Trần. Anh là Mộc Tinh Trần. Anh là Mộc Tinh Trần. Anh xin lỗi Dân Thường, là anh không chăm sóc tốt cho em, để em chịu nhiều vất vả như vậy. Sau này anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa. Tôi rất quan trọng với anh sao? Rất quan trọng. Đi thôi Dân Thường. Em làm gì vậy? Em sao vậy? Chỉ có như vậy em mới không quên anh. Con ngốc không? Đứng dậy. Em như vậy người khó chịu nhất là anh. Đừng làm như vậy nữa. Ai vậy? Đuổi theo. Đi. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Anh là ai? Lại không nhớ anh rồi. Qua bên đó xem. Mộc Tinh Trần. Anh đợi đã, đợi đã. Anh là Mộc Tinh Trần. Anh là Mộc Tinh Trần. Chỗ nào cũng không giống. Em vẽ như vậy đương nhiên là không nhận ra rồi. Em xem kiểu tóc này có giống hệt với kiểu tóc của anh không? Tới bên đó xem thử. Được. Cứ như vậy không phải là cách. Em làm gì vậy? Đây là nước của thần mộc. Em lấy từ chỗ của Lê A. Chỉ có cái này mới giải được độc của em. Em ngốc à? Em sẽ mất mạng đó. Không còn cách nào. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Em không muốn lại quên mất anh nữa. Dân Thường. Dân Thường. Thế nào rồi?
Em sao rồi? Em nhớ ra rồi. Là Sở Thiên Giao. Thiên Giao đã nhốt em vào trong đại lao, hạ độc em. Tinh Trần là Sở Thiên Giao. Bây giờ anh tìm cô ta tính sổ. Giải quyết không thì quan trọng hơn. Được, em yên tâm. Anh nhất định sẽ không tha cho hai người họ. Sao hai người ở đây? Đây là lúc cha tôi vào lấy được. Tại sao lại ở chỗ anh? Đây là lúc tôi theo dõi không thiền tìm thấy. Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Tôi nghiên cứu rồi. Phòng bí mật còn có phòng tối. Cái này có lẽ là chìa khóa phòng tối. Ở đâu? Đi thôi. Đây là sách gì vậy? Bí tịch Thanh Nan Thuật. Trước đây tôi chỉ nghe không thiền nói qua, nhưng trước giờ chưa từng thấy cuốn sách này. Thanh Nan Thuật. Người tổng thần Mộc Các Anh không phải đều biết Thanh Nan Thuật sao? Đó đều là tổ tiên truyền lại, bọn anh cũng chỉ học được một ít. Bí tịch chân chính chưa ai nhìn thấy. Không ngờ chỉ có cha anh biết. Cha anh tại sao lại không luyện tập? Hóa ra hình thức quyết tử là công pháp quỷ dị đỉnh cao trong Thanh Nan Thuật. Trong đó có rất nhiều công pháp hồi sinh, linh sinh thuật. Chắc có thể áp chế được công pháp quỷ dị của không thiền. Nhưng thời gian ngắn như vậy có thể luyện được sao? Phải, thời gian giống không đủ. Tinh Trần, anh luyện tập cho tốt, toàn bộ dựa vào anh. Đáng tiếc, trong cuốn sách này chỉ ghi lại tu luyện công pháp, nhưng còn thiếu thuật chỉ dẫn. Tại sao lại không viết cùng nhau? Có thể sợ người có tâm thuật không chân chính lấy được cuốn sách này. Công pháp thuộc chỉ dẫn chắc chắn ở quyển sách khác. Dân Thường, đi mau. Tinh Trần, Dân Thường, Mỹ Kiều, chị như vậy thì không cứu nổi Tinh Trần đâu. Vậy phải làm thế nào? Chỉ cần kích phát sức mạnh của thánh quả trong người chị mới có thể cứu được anh ấy. Kích thánh quả, vậy mau lên đi. Không được, không được, mau lên. Nhưng chị cũng phải chết đó, mau lên. Dân Thường, đi đi.
Dân Thường, em muốn làm gì? Em muốn làm gì? Tinh Trần, anh thả ra. Chỉ có em mới có thể giết được bà ta. Không được, anh không thể để em phải chịu tổn thương nào nữa. Để anh nghĩ tiếp cách đối phó lại bà ta. Em đừng. Thả ra. Dân Thường, để anh nghĩ cách đối phó bà ta. Em quay lại đã. Anh mau thả ra. Không, để anh nghĩ cách đối phó bà ta. Một Tinh Trần, chăm sóc tốt cho bản thân mình. Dân Thường, đừng Dân Thường. Đừng mà. Dân Thường. Dân Thường. Dân Thường. Thank you.
片片碎雨，碎碎雨雨，蹉跎的只是际遇，回头望你还是忍不住满心防御，只好请你扮演我的依靠，玄乎尘世我伴你安好，你的手紧紧抓。感恩các bạn đã đón xem phim tại Hoa Thành Phim. Hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau.